Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyên đây. Mời các bạn đến với quyển sách mới có tên là Mật mã của bạn là gì? Mật mã thành công của bạn đôi khi nằm ở hai chữ ngắn gọn: sự tự tin. Mà hầu như chúng ta đều chưa nắm được câu này nhé. Sức mạnh thành công của bạn. Sự tự tin có thể là yếu tố thay đổi cuộc chơi mà mọi phụ nữ đều cần trong công việc kinh doanh, gia đình, cuộc sống cá nhân của mình. Quyển sách này không chỉ tóm tắt, khuyến khích bạn tin vào chính mình mà còn chứa đầy những lý do tại sao bạn nên làm như vậy. Vì vậy, lần tới khi bạn cố gắng nuốt lời trong cuộc họp hội đồng quản trị hoặc là từ chối yêu cầu tăng lương thì hãy nhớ rằng bạn đang tự làm hại bản thân mình. Và nên làm nhiều hơn vì bạn xứng đáng được như vậy. Luôn luôn đi theo những gì bạn muốn một cách không hối tiếc. Nếu như một người đàn ông có thể làm được bất cứ điều gì thì bạn chắc chắn cũng có thể làm được như thế. Và phụ nữ chúng ta hãy nên thử những điều này. Hãy viết ra những điều khiến bạn bận tâm. Hãy xé chúng ra thành từng mảnh và thay vào đó hãy liệt kê những điều mà bạn biết ơn. Thực hành điều này một cách thường xuyên nhé. Có bao nhiêu nữ tổng thống trên thế giới? Có lẽ là không. Từ lâu phụ nữ đã ngồi ở ghế sau, ở những bàn quyền lực nhất. Chuyên môn của họ chuyển sang những vấn đề tầm thường hơn. Và chúng ta đã để điều này xảy ra không phải vì sự kém cỏi của chúng ta mà là vì sự thiếu tự tin của chúng ta. Trong một nghiên cứu năm 2011 do Viện Lãnh đạo và Quản lý ở Vương quốc Anh thực hiện, người ta phát hiện ra rằng chỉ bằng cách hỏi phụ nữ Anh một loạt câu hỏi mà một nửa trong số họ cảm thấy nghi ngờ về bản thân và sự nghiệp của mình, trong khi chưa đến 1/3 nam giới cảm thấy nghi ngờ về bản thân. Những người được hỏi cho biết là có sự nghi ngờ về bản thân. Sự tự tin không chỉ là cảm thấy hài lòng về bản thân hay khẳng định rằng bạn thật tuyệt vời, hoàn hảo hay mạnh mẽ. Cách suy nghĩ đó không mang lại nhiều kết quả. Theo nhà thần kinh học Adam thì từ nghiên cứu của ông về chuột, sự tự tin có một bản chất kép đặc biệt. Nó nửa khách quan, nửa chủ quan. Nó có thể biểu hiện như một quá trình tính toán cơ bản, một niềm tin rằng kết quả sẽ được quyết định bởi một hành động hoặc một cảm giác. Nhiều khi cảm giác là thứ mà chúng ta có thể liên tưởng đến. Có lẽ bạn đã gặp hàng nghìn lẻ một kiểu người trong đời. Một số người dường như lướt qua cuộc sống của bạn một cách dễ dàng và hành động như thế họ đã mở khóa được bí mật của sự tự tin. Họ làm những việc mà nhiều người cho là khó khăn và không ngại mạo hiểm vì những điều mà mình yêu thích. Nghiên cứu cũng cho thấy là phụ nữ kiếm được trung bình 77 xu cho mỗi đô la mà đàn ông kiếm được. Nó cũng cho thấy 4% CEO trong Fortune 500 là phụ nữ và 20 trong số 100 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là phụ nữ. Sự khác biệt về số lượng này không phải do thiếu năng lực, vì trong 50 năm qua phụ nữ ở Hoa Kỳ đã thu hẹp khoảng cách về trình độ học vấn để có lợi cho họ kiếm được nhiều bằng cấp hơn nam giới. Ngày nay rất nhiều bậc cha mẹ bảo vệ con mình quá mức và điều này khiến cho chúng không có thời gian để phát triển, không có không gian để phát triển. Để xây dựng sự tự tin, nhiều bậc cha mẹ khen ngợi con mình khá nhiều. Điều này khiến những đứa trẻ không xứng đáng nhận được những lời khen ngợi như vậy, vì cha mẹ đã ngăn cản chúng mạo hiểm. Vâng, mật mã thành công của phụ nữ đơn giản chẳng qua là sự tự tin của họ. Bạn tự tin bao nhiêu thì thành công của bạn bấy nhiêu. Chúc các bạn thành công trong cuộc sống, hạnh phúc, hôn nhân, gia đình và mọi thứ nhé. Tạm biệt các bạn.